Chào mừng các em đến kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Khải xin dẫn các em toán lớp 7 sách chương trời sáng tạo. Trong lúc xem bài giảng của Khải Liêm đi qua quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm để Khải có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng. Các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 1 chương 4 sách chương trời sáng tạo trang 69 đến trang 72. Hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 1 các góc ở vị trí đặc biệt tiết số 2. Như vậy là hôm trước thì mình đã học tiết 1 rồi. Em nào chưa xem tiết 1 thì các em có thể vào kênh Khải Liêm. Các em sẽ vào danh sách phát toán lớp 7 chương trời sáng tạo các em xem nha. Giờ hôm nay mình sẽ học tiết số 2 phần số 3 tính chất của hàng góc cố định. Hoạt động 3 quan sát hình số 10. Câu A, hãy dùng thước đo góc để đo góc O1 và O3. So sánh số đo hai góc này. Giờ mình trả lời câu hỏi hoạt động 3 như sau. Câu A. Giờ bây giờ mình trả lời sau khi đo góc ta có sau khi đo ta được mình sẽ đo góc O1 khi mình thấy là O1 sẽ bằng 135 độ. O1 sẽ bằng 135 độ. Tiếp theo mình sẽ đo góc O3. Thì mình đo O3 cũng bằng 135 độ. Như vậy mình thấy là O1 sẽ bằng O3 vì cội đều bằng 135 độ. Đúng không? CG. O1 sẽ bằng O3. Giờ câu B. Câu B thì người ta kêu mình hãy dùng thước đo góc để đo O2 và O4, sau đó so sánh số đo hai góc. Đó. Giờ mình cũng trả lời là sau khi đo góc ta được. Như vậy mình đo O2 thì mình thấy O2 sẽ bằng 45 độ. O2 bằng 45 độ. Tiếp theo mình sẽ đo O4. O4 thì cũng bằng 45 độ. Như vậy là mình thấy là O2 và O4 đều bằng 45 độ. Nên mình suy ra O2 sẽ bằng O4. Giờ như là mình xong hoạt động 3 nha. Giờ hoạt động 3 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video thầy biết các em hiểu bài nha. Như giờ mình thấy là O1 và O3 là hai góc đối định nên sẽ bằng nha. Và O2 sẽ bằng O4, hai đây là cũng là hai góc đối định nên chúng cũng sẽ bằng nha. Như vậy ta sẽ có tính chất sau hai góc đối định thì sẽ bằng nhau nhé. Mình sẽ nhớ tính chất là hai góc đối định thì bằng nhau. Mình sẽ nhớ tính chất này để sau này các em sẽ làm bài tập nha. Ta có tính chất hai góc đối định thì bằng nhau. Giờ tiếp theo mình sẽ xem ví dụ 3. Trong hình 11 ta có. Mình sẽ quan sát hình số 11 khi mình thấy là góc POD là góc này. Và góc AOC mình thấy là hai góc này là hai góc đối định. Vì sao? Vì OC và OD là hai tia đối nhau. OE và OB là hai tia đối nhau nên hai góc này được gọi là hai góc đối định. Như vậy mình sẽ có BOD và AOC là hai góc đối định nên mình kết luận là BOD sẽ bằng AOC bằng 35 độ. Tiếp theo mình sẽ có COB và AOD, đây là hai góc đối định vì OE và OB là hai tia đối nhau, OC và OD là hai tia đối nhau nên hai góc này là hai góc đối định.
Như vậy là COB và AOD là hai góc đối định nên COB sẽ bằng AOD bằng 145 độ. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu thực hành số 3. Câu thực hành số 3, người ta kêu mình quan sát hình số 12. Câu A tìm góc đối định của IOV. IOV là góc này. Như vậy là mình thấy là OI và OZ là hai tia đối nhau. OV và OO là hai tia đối nhau. Nên góc đối định của IOV chính là ZOO. Hoặc là cái đúng không? Đúng, ZOO nha. Hoặc là giờ như mình trả lời câu hỏi, câu thực hành số 2 chứ nha. Câu thực hành số 3. Câu A chứ. Như vậy mình trả lời là góc đối định của IOV. Góc IOV. IOV sẽ là chính là góc ZOO đúng này. Đây là hai góc đối định vì sao? Vì OZ và OY đúng là hai tia đối nhau. Hoặc là tia OZ. Tia OZ và tia OY đối nhau. Hai tia đối nhau đúng này phải TOO và tia OV đối nhau hay là tia đối định cũng được đúng này vì OI và OZ là hai tia đối nhau, OO và OV là hai tia đối nhau nên hai đây là hai góc đối định nha. Tiếp theo là câu B. Tính số đo của IO OOZ thì OOZ cũng chính là ZOO không? Đúng này. Như mình đây là hai góc đối định đúng này. Nên hai góc này sẽ bằng nhau. IOV và Z và OOZ. AOV, AOV và ZOO hay là OOZ đều được nha. OOZ là hai tia đối định. Nên mình kết luận là ZOOZ sẽ bằng OOZ sẽ bằng IOV sẽ bằng mình thấy là IOV sẽ là 110 như vậy là OOZ cũng bằng 110 độ đúng này. Giờ như vậy mình xong câu thực hành số 3 mình sẽ qua tiếp câu vận dụng 3. Giờ bây giờ mình sẽ làm câu vận dụng 3. Câu vận dụng 3 người ta kêu mình tìm số đo của OOT. OOT chính là X đúng không? Mình sẽ có là
U mình sẽ có đây là hai góc kề nhau đúng này. Nên tổng hai góc này sẽ bằng góc lớn là chính là U O Z. U O T cộng cho T O Z sẽ bằng U O Z đúng này. Như vậy mình trả lời câu vận dụng 3 như sau ta có. UOT UOT cộng cho góc TO gì? TO gì? Sẽ bằng UO gì? Đây là hai góc kề nhau đúng này. Hai góc kề. CG. Như vậy UOT chính là X cộng cho TOZ. TOZ mình nhìn hình thì mình thấy là TOZ sẽ bằng 40 độ đúng sẽ bằng UOZ mình tính ở trên là được 110 độ xuống dòng X sẽ bằng giờ cộng chỉ với hình trừ 110 trừ 40 độ thì sẽ bằng 70 độ. Vậy x sẽ bằng 70 độ. Giờ như vậy là mình xong câu vận dụng 3 nhé. Giờ câu thực hành 3 và câu vận dụng 3 các em hiểu bài khi các em sắp bấm hết video. Hãy biết các em hiểu bài nha. Giờ tiếp theo chú ý hai đường hạng vuông góc hai đường hạng AB cắt nhau tại O tạo thành bốn góc vuông O1, O2, O3, O4 do tính chất của hai góc đối định hoặc là kề bù ta nhận thấy trong số bốn góc nêu trên nếu có một góc vuông thì ba góc còn lại sẽ là góc vuông khi đó ta nói là hai đường hạng AB vuông góc với nhau ký hiệu là A vuông góc B hoặc là B vuông góc A. Như vậy mình sẽ có hai đường hạng cắt nhau tại một điểm đúng không? Và mình sẽ xác định được một góc vuông thì mình kết luận là ba góc còn lại đều là góc vuông hết đúng không? Là do tính chất đối định và kề nha đúng không? Đối định và kề bù thì đối định sẽ bằng nha kề bù sẽ bằng 180 độ thì bốn góc đều là bằng 90 độ hết đúng không? Có nghĩa là bốn góc này đều là góc bốn góc vuông hết. Giờ như là mình xong phần lý thuyết mình sẽ qua tiếp phần bài tập nha. Giờ bài tập mình sẽ làm câu số 1 chứ. Câu A. Câu A. Câu số 1 quan sát hình số 14. Câu A tìm các góc kề với XOY. Mình sẽ quan sát hình số 14 đây là góc XOY là cái góc nhỏ này. Góc kề với nó thì mình thấy là có IOZ và IOT. Mình nhớ là hai góc kề nhau có nghĩa là hai góc có một cái cạnh chung thì gọi là hai góc kề nhau nha. Như vậy câu A các em trả lời là các góc kề với XOY lại IOZ và IOT. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu B. Tìm số đo của TOZ biết nếu cho biết là XOY bằng 20 độ, XOT bằng 90 độ và IOZ bằng TOZ.
Như vậy ở đây mình cần tính TOZ đúng không? TOZ là góc nhỏ đây. Đúng nè. Như mình thấy là ba góc XOY, IOZ và TOZ là ba góc kề nhau. Đúng nè. Và tổng ba góc này sẽ bằng kề nhau nên tổng ba góc sẽ bằng góc lớn là XOT. Như vậy mình sẽ có là ta có XOY góc XOY cộng cho góc góc XOY cộng cho IOZ IOZ cộng cho TOZ TOZ hoặc là các em để ZOT đều được nha, nó là giống nhau sẽ bằng XOT giờ CG giờ xuống dòng mình sẽ CG như vậy XOY bằng 20 độ mình sẽ khế vô đây sẽ là 20 độ cộng người ta cho là IOZ sẽ bằng TOZ như mình sẽ khế cái IOZ này bằng TOZ luôn cộng cho TOZ giờ cộng cho TOZ này mình sẽ viết lại bằng XOT thì bằng 90 độ xuống dòng CRT giờ như mình sẽ có TOZ cộng TOZ sẽ là hai lần nhân cho TOZ bằng 90 độ giờ cộng 20 độ chuyển quế quanh đây thành trừ 20 độ CG TOZ sẽ bằng như vậy là 90 trừ 20 thì còn 70 độ đúng không? Giờ nhân hai chuyển quế thành chia 2 70 độ chia 2 thì bằng 35 độ như kết quả cuối cùng sẽ là TOZ sẽ bằng 35 độ đúng không? Giờ như là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em hiểu bài thì các em xong hết video hay biết các em hiểu bài nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2. Câu số 2 cho hai góc XOY và IOZ là hai góc kề bộ của nhau. Biết góc XOY bằng 25 độ mình sẽ tính IOZ. Như vậy hai góc kề bộ có nghĩa tổng hai góc sẽ bằng 180 độ. Biết góc XOY mình sẽ tính được IOZ thôi, đúng không? Như vậy câu này dễ mình sẽ làm được. Nhưng mình sẽ có đây là hai góc kề bộ thì tổng hai góc sẽ bằng 180 độ đúng không? Ta có XOY cộng IOZ XOY cộng cho IOZ sẽ bằng 180 độ. Đây là hai góc kề bộ. CG. Bây giờ mình sẽ tính IOZ. Như vậy IOZ sẽ bằng IOZ sẽ bằng 180 độ trừ cho cộng với đuôi chuyển quế thành trừ ít đuôi bằng tiếp 180 độ trừ cho 25 độ 180 độ trừ 25 độ thì còn 155 độ
Như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video để biết các em hiểu bài nha. Tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 3. Câu số 3 cho hai góc kề nhau. Hai góc kề nhau chính là AOB và BOC. Người ta cho AOC bằng 80 độ, biết AOB bằng 1 phần 5 AOC, tính số đo của AOB và BOC. Giờ thầy sẽ làm câu số 3. Như vậy mình có đây là hai góc kề nhau, nên tổng hai góc này sẽ bằng AOC, đúng không? Giờ mình trả lời nha. Vậy AOB và BOC là hai góc kề nha. Vậy AOB và BOC là hai góc kề nha. Nên mình sẽ có là tổng hai góc này sẽ bằng góc lớn chính là AOC. Như vậy là AOB cộng cho BOC sẽ bằng AOC. Đúng không? Mình thấy là OB sẽ là tia nằm giữa, nên sẽ AOB cộng BOC sẽ bằng AOC. Đúng không? Giờ C. Như vậy mình sẽ có là AOC bằng 80 độ, mình thấy chưa? Đúng này. Có nghĩa là AOB cộng cho BOC sẽ bằng 80 độ. Giờ tiếp theo mình sẽ có là AOB bằng 1 phần 5 AOC. Đúng không nè? Vậy AOB bằng 1 phần 5 AOC. AOB sẽ bằng 1 phần 5 của AOC. Giờ bằng 1 phần 5 của AOC. Như 1 phần 5 mình sẽ viết lại. Giờ AOC ở đây là 80 độ, có nghĩa là nhân cho 80 độ. Giờ có nghĩa là mình sẽ lấy 80 chia 5. 80 chia 5 thì bằng bao nhiêu? Bằng 16 độ. Đúng rồi. Như vậy là mình sẽ có là AOB sẽ bằng 16 độ. Giờ mình sẽ khế vô luôn. Đây, mình sẽ tính được BOC. Do đó, như vậy là AOB mình sẽ khai bằng 16 độ. Cộng cho BOC, viết lại. BOC bằng 80 độ, viết lại. Giờ C. BOC sẽ bằng 80 độ trừ cho 16 độ, đúng không?
80 chia 16 thì bằng bao nhiêu? Bằng 64. Kết quả là 64 độ. Đúng này. Như vậy mình sẽ có góc AOB sẽ bằng 16 độ và BOC sẽ bằng 64 độ. Ở đây mình sẽ để vị cũng được. Mà đi, mà mình có AOB bằng 1 phần 5 AOC. Đúng thế, nhưng mình sẽ tính được AOB. Vậy mình kết luận nha. Vậy mình sẽ có góc AOB bằng 16 độ. AOB bằng 16 độ. Và BOC bằng 64 độ. Giờ như là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video thì biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 4. Câu số 4 mình sẽ tìm số đo các góc còn lại trong hình. Giờ thầy sẽ làm câu số 4 nhé. Mình sẽ làm câu A trước. Như vậy mình sẽ quan sát hình A. Đây là mình có hai đường hạng cắt nhau. Thì lúc này góc này mình người ta đọc là A này, BC và góc này bằng 132 độ. Thì mình thấy là góc B và góc này là hai góc đối định nên B sẽ bằng 132 độ. Đúng rồi. Như ta có B sẽ bằng 132 độ. Vì sao? Vì hai góc đó được. Đúng này. Tiếp theo mình có gì nữa? Mình sẽ có góc A cộng cho 132 độ sẽ bằng 108 độ. Đây là hai góc kề bột. Đúng này. A cộng cho 132 độ sẽ bằng 180 độ. Vì đây là hai góc kề bột. C gia A sẽ bằng 180 độ trừ cho 132 độ. 180 trừ 132 thì bằng bao nhiêu? 48 độ. Đúng này. Giờ mà C sẽ bằng E luôn. C bằng E bằng 48 độ luôn. Vì đây là hai góc đối định. Đúng này. Như vậy mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B. Giờ mình sẽ quan sát hình B. Thì mình thấy đây là 21 độ. Góc E, mình thấy là góc E và góc này là hai góc đối định. Nên E sẽ bằng 21 độ. Giờ sau đó mình sẽ có góc D và góc 21 độ. Đây là hai góc kề bột. Nên tổng hai góc sẽ bằng 180 độ. Có góc này mình sẽ tính được góc D. Có góc D mình sẽ tính được góc F. Vì F và D là hai góc đối định. Đúng này. Giờ như mình sẽ làm tương tự nhé. Ta có E sẽ bằng góc 21 độ.
vì đây là hai góc đối đầu. Tiếp theo mình sẽ có là D cộng 21 độ sẽ bằng 180 độ. Đây là hai góc cây bột CG. D sẽ bằng 180 độ trừ cho 21 độ. 180 độ trừ 21 độ thì sẽ bằng là 159 độ. CG. Mình sẽ có góc F bằng góc D luôn, đúng không? Như F sẽ bằng D luôn. Bằng 159 độ. Vì đây là hai góc đối định. Giờ như là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video. Hãy biết là các em hiểu bài nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 5. Cặp cạnh nào của các ô cửa sổ hình số 16 vuông góc với nhau, hãy dùng ký hiệu vuông góc để biểu diễn chúng. Như vậy là người ta hỏi là cặp cạnh nào của các ô cửa sổ. Như cạnh này thì người ta đặt cái cạnh này, màu xanh này sẽ là cạnh A. Cạnh đỏ này sẽ là B, cạnh đỏ này sẽ là C. Thì mình sẽ lấy A vuông góc với B và A cũng vuông góc với C lúc đó. Giờ như vậy câu này các em trả lời như sao? Ta hãy mình thấy là A sẽ vuông góc với B. Đúng này. Và A sẽ vuông góc với C. Giờ như vậy là mình xong câu số 5 nhé. Giờ câu số 5 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video hãy biết các em hiểu bài nhé. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng dễ hiểu bấm hết chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hề Liêm thì các em sẽ bấm đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hề Liêm nhé. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.